Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 11 tháng 8, ông Josh Green, Tổng đốc bang Hawaii cho biết số người chết trong thảm họa cháy rừng tại đảo Maui, quần đảo Hawaii, Mỹ đã lên tới 59 người. Ông Green lưu ý, những nạn nhân trên thiệt mạng trong lúc chạy trốn khỏi đám cháy, số người chết sẽ tăng lên khi các hoạt động tìm kiếm cứu hộ diễn ra. Cũng theo ông Green, trong ngày qua các đội tìm kiếm và cứu hộ từ bang California và thủ đô Washington DC, Mỹ đã được điều tới Maui hỗ trợ ứng cứu. Ông cũng cho biết thêm, thị trấn Lahaina trên đảo Maui, nơi bị cháy nghiêm trọng nhất, đã bị thiêu rụi 80% lãnh thổ, trong đó ít nhất 1.700 công trình nhà cửa tại đây đã bị phá hủy hoàn toàn. Giới chức địa phương đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để hỗ trợ người dân, trong đó có việc giúp mọi người tìm nơi cư trú tạm thời. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ NWS, các đám cháy tại Maui bùng lên từ ngày 8 tháng 8. Nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng cháy và lan rộng chính là do điều kiện thời tiết hanh khô và gió mạnh. Thảm họa cháy rừng tại đảo Maui đã biến phần lớn thị trấn Lahaina, trung tâm du lịch và kinh tế phía tây Maui, thành đống đổ nát và trở thành thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất lịch sử bang. Các ngọn lửa lớn đã san bằng hàng nghìn tòa nhà, ước tính việc tái thiết sau thảm họa có thể mất nhiều năm và tốn tới hàng tỷ USD. Trong diễn biến khác của vụ cháy, đã có những thông tin cho rằng nguyên nhân khiến thảm họa vượt kiểm soát là do hệ thống cảnh báo có vấn đề. Cụ thể theo AP, các hồ sơ từ các cơ quan quản lý thảm họa của Hawaii cho thấy còi báo động đã không được kích hoạt khi ngọn lửa bùng phát. Nhiều người sống sót ở Lahaina nói rằng họ không nghe thấy bất kỳ tiếng còi cảnh báo nào và chỉ nhận ra mình đang gặp nguy hiểm khi nhìn thấy khói bốc lên và nghe thấy các tiếng nổ gần đó. Khi đám cháy ập đến, một số người đã nhảy xuống biển để tránh bị thiêu rụi. Trước thông tin này, cơ quan quản lý thảm họa ở Hawaii cho biết, tại thời điểm đó, các cảnh báo khẩn cấp đã được gửi qua điện thoại di động, TV và đài phát thanh, tuy nhiên không rõ liệu những cảnh báo đó có kịp thời đến được với người dân hay không, bởi ngay lúc đó tình trạng mất điện và mất sóng di động trên diện rộng đã cắt đứt hầu hết liên lạc ở bên trong Lahaina. Hiện các quan chức Hawaii đang lên kế hoạch để tìm ra phương án đưa người vô gia cư tạm trú trong các khách sạn và nhà cho thuê dành cho khách du lịch. Còn hàng ngàn du khách người dân địa phương đã được sơ tán khỏi Tây Maui. Một số khác đã được đưa đến đảo Oahu, lân cận để trú ẩn hoặc tập trung ở sân bay Kahului để chờ chuyến bay trở về nhà. Trong khi đó, theo đài CNN, hoạt động trên các đảo khác của Hawaii vẫn diễn ra bình thường, tour du lịch và phòng khách sạn không thay đổi. Theo một giả thiết khác, nguyên nhân của vụ cháy là do thị trấn nghỉ mát Lahaina đang trong đợt thời tiết khô nóng, kết hợp với đó là gió từ bão Dora, khiến các đám cháy rừng lan rộng trên đảo Maui ở Hawaii, khiến thị trấn Lahaina bị tàn phá. Tại cuộc họp báo ngày 9 tháng 8, Kenneth Hara, chỉ huy vệ binh quốc gia Hawaii nói, "Chúng tôi không biết điều gì dẫn đến các đám cháy, nhưng chúng đã được NWS cảnh báo." Theo Cơ quan Giám sát Khô hạn Mỹ, USDM, khoảng 14% diện tích Hawaii đang trong tình trạng khô hạn trung bình hoặc nghiêm trọng, 80% diện tích quần đảo được phân loại là khô hạn bất thường. Còn theo Cơ quan Lâm nghiệp Mỹ, gần 85% các vụ cháy rừng ở nước này có nguyên nhân là do con người. Quần đảo Hawaii có 6 núi lửa còn hoạt động, một trong số này nằm trên đảo Maui cũng có thể là nguyên nhân tự nhiên gây ra cháy rừng. NWS cho biết, trong bối cảnh đó, gió mạnh trên đảo do ảnh hưởng từ bão Dora di chuyển cách quần đảo Hawaii hơn 1.000 km về phía nam càng khiến những đám lửa đầu tiên bùng cháy dữ dội và lan rộng với tốc độ nhanh bất thường, trở thành những trận bão lửa khiến người dân không kịp trở tay. Dora được Trung tâm Bão Thái Bình Dương xếp vào cấp 4, cao thứ 2 trong thang cảnh báo 5 cấp vào sáng mùng 9 tháng 8. Cơn bão gây ra những trận gió giật hơn 95 km/h, làm hư hại nhiều đường dây điện và nhà cửa trên đảo Maui. Nhà khoa học tại Đại học Hawaii Clay Chowanich cho hay, thảm thực vật khô và dày cũng là nguyên nhân khiến lửa lan nhanh bất ngờ. Cỏ Guinea, loại thực vật xâm lấn có thể tìm thấy tại nhiều khu vực ở Maui, sinh trưởng mạnh vào mùa mưa, cao thêm 15cm trong vòng một ngày và đạt chiều cao tối đa 3m. Loại cỏ này trở thành mồi dẫn lửa khi khô héo trong mùa khô hạn. Chowanich nói, thảm thực vật khô trên đồng cỏ dày lên rất nhanh, trong điều kiện thời tiết khô hơn, nóng hơn với lượng mưa ít, chúng sẽ khiến vấn đề thêm nghiêm trọng. Lần gần đây nhất xảy ra cháy rừng nghiêm trọng là xảy ra ở đảo Hawaii vào năm 2018.
Gió do ảnh hưởng từ bão lên cũng khiến ngọn lửa lan rộng bao quanh thị trấn La Haina. Ngọn lửa khi đó thiêu rụi hơn 800 hectare rừng, phá hủy 31 phương tiện và 21 công trình, hầu hết là nhà ở. Giới chuyên gia cảnh báo các thảm họa như những gì đang xảy ra ở Maui do nhiều yếu tố gây ra, nhưng biến đổi khí hậu là một nguyên nhân không thể phủ nhận. Nhà nghiên cứu khoa lâm nghiệp tại Đại học British Columbia Kesley Copest-Gebit nói, những thảm họa liên quan biến đổi khí hậu đang dần vượt quy mô chúng ta thường gặp và có thể đối phó. Theo thống kê ban đầu, cháy rừng tàn phá thị trấn nghỉ mát La Haina trên đảo Maui, Hawaii khiến ít nhất 53 người chết. Đến ngày 12 tháng 8, con số này đã lên tới 59 người và dự kiến số người thương vong sẽ còn gia tăng. Đến cuối ngày 8 tháng 8, ít nhất 3 đám cháy lớn bùng phát ở bờ biển phía tây đảo Maui và nhanh chóng lan rộng bao trùm thị trấn ven biển La Haina. Ngọn lửa lan quá nhanh khiến nhiều cư dân và du khách mất cảnh giác, bị mắc kẹt trên đường hoặc phải nhảy xuống biển để thoát thân. Chính quyền hạt Maui cho biết vào ngày 10 tháng 8 rằng, trong bối cảnh các nỗ lực chữa cháy tiếp tục, thêm 17 trường hợp tử vong đã được xác nhận, nâng số người chết lên 53. Lực lượng tuần duyên Mỹ thông báo họ đã cứu được 50 người nhảy xuống biển do các đám cháy. Trước đó, Thống đốc Hawaii Josh Green nói rằng số người chết sẽ tăng đáng kể, trong khi nhiều người bị bỏng, ngạt khói và các vết thương khác. Ông Green cho hay, năm 1960, chúng tôi ghi nhận 61 trường hợp tử vong khi sóng thần xảy ra ở đảo lớn. Lần này rất có khả năng tổng số người chết sẽ vượt xa con số đó. Cũng theo ông Green, khoảng 80% thị trấn La Haina đã biến mất, ít nhất 271 công trình bị phá hủy hoặc hư hoại. 1.700 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Thị trấn là một trong những điểm thu hút du lịch của đảo Maui, với 2 triệu du khách mỗi năm, tương đương khoảng 80% du khách đến đảo. Ông cũng nói thêm, cứ như một quả bom đánh trúng La Haina, thị trấn hoàn toàn bị tàn phá. Những tòa nhà mà tất cả chúng tôi tôn vinh trong nhiều thập niên qua, nhiều thế hệ đã bị phá hủy hoàn toàn. Nicoangelo Clickerbocker, cư dân 21 tuổi ở La Haina thức giấc vào tối mùng 8 tháng 8 và thấy lửa đang che khắp thị trấn quê nhà. Mẹ và em gái của anh đang sơ tán, trong khi Knickerbocker cùng một số người bạn sang nhà hàng xóm thu dọn đồ đạc và cố dập lửa bằng vòi tưới vườn nhưng không hiệu quả. Xung quanh tôi rất nóng, tôi cảm thấy như áo mình sắp bốc cháy, anh nói từ một trong bốn nơi trú ẩn khẩn cấp được mở trên đảo. Hơn 2.100 người ở các khu trú ẩn này, Knickerbocker nghe thấy tiếng ô tô và một trạm xăng phát nổ. Ngay sau đó, anh cùng bố rời khỏi thị trấn, chỉ mang theo bộ quần áo đang mặc và con chó của gia đình. Cư dân Keoka Lansford cho biết họ vẫn thấy các thi thể trôi nổi trên mặt nước và đê chắn sóng. Chúng tôi đã kéo mọi người ra ngoài, chúng tôi đang cố gắng cứu mạng sống của mọi người và tôi cảm thấy không nhận được sự giúp đỡ cần thiết. Vụ cháy rừng tại Hawaii đã xảy ra khiến ít nhất 20 người bị bỏng nặng. Trong khi hơn 11.000 du khách đã được sơ tán khỏi Maui, ít nhất 16 con đường đã bị đóng nhưng sân bay vẫn hoạt động bình thường. Thống đốc Green cho hay, đây là thảm họa tồi tệ nhất xảy ra ở Hawaii kể từ năm 1960, một năm sau khi Hawaii trở thành bang của Mỹ. Khi đó một trận sóng thần khiến 61 người thiệt mạng. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ cần phải xây dựng lại toàn bộ La Haina. Trước tình trạng đáng báo động về các vụ cháy rừng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở Hawaii, cho phép các cá nhân và chủ doanh nghiệp bị ảnh hưởng nộp đơn xin trợ cấp phục hồi kinh tế nhà ở. Các quan chức Mỹ cho biết nguyên nhân cháy rừng ở Maui vẫn chưa được xác định, nhưng cơ quan thời tiết quốc gia cho biết thảm thực vật khô, gió mạnh và độ ẩm thấp đã gây ra hỏa hoạn. Theo giáo sư địa lý môi trường tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, Thomas Smith, cháy rừng xảy ra hàng năm ở Hawaii, nhưng đám cháy năm nay bùng phát nhanh hơn và lớn hơn bình thường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.